Bớt thịt đi, buổi tối ăn cá này, gan thận hồi sinh, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm, sống trường thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, gan đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận chuyển hóa các chất dinh dưỡng, loại bỏ các độc tố. Không phải quá trình chuyển hóa của tất cả các loại thực phẩm đều giống nhau. Người mắc các bệnh như là xơ gan, viêm gan C có thể khiến lá gan khó lọc thức ăn và chất dinh dưỡng hơn. Vì vậy, ăn những loại cá béo có thể giúp giảm bớt những tổn thương do bệnh tật gây ra và đặc biệt là bệnh gan. Vậy cô bác có biết những loại cá nào có tác dụng hồi sinh gan thận giúp cô bác sống trường thọ hay không? Xin mời cô bác hãy cùng kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu về những loại cá ăn vào bổ gan thận sống thọ hơn 20 tuổi nhé. Bớt thịt đi, buổi tối ăn cá này, gan thận hồi sinh, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm, sống trường thọ. 1. Cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có tác dụng làm ấm gan, bồi bổ cơ thể, lưu thông máu và có lợi cho bệnh nhân tim mạch. Loại cá này giàu axit béo không no, có lợi cho tuần hoàn máu và là thực phẩm tốt cho người bệnh tim mạch. Đồng thời, cá chấm cỏ giàu selen, dùng thường xuyên có tác dụng chống lão hóa, phòng ngừa đối với các khối u. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, 100g thịt cá chấm đen có 19,5g đạm với nhiều axit amin quý, 5,2g chất béo, các khoáng canxi, phốt pho, sắt, các loại vitamin, chứa nhiều chất chống oxy hóa. Trong khi đó, 100g thịt cá chấm trắng có 17,99g đạm, 4,3g chất béo, các khoáng như canxi, phốt pho, sắt, các vitamin nhóm B, B1, B2, PP. Đây đều là những nguồn dưỡng chất mà cơ thể cần. Cá chấm cỏ ăn cùng đậu phụ vừa có công dụng bồi bổ, vừa điều hòa dạ dày, lợi tiểu, tiêu phù, có tác dụng đặc biệt đối với hệ tim mạch và sự phát triển xương cốt của trẻ. Món ăn này có thể dùng cho người bị mỡ máu cao, trẻ em phát triển không tốt, người bị sưng phù, phổi kết hạch, ít sữa sau sinh. Cá chấm hấp còn mang lại công dụng sáng mắt, thích hợp cho người già, dùng để bồi bổ sức khỏe. Nếu cô bác không biết nên chế biến cá chấm cỏ thành món ăn gì thì xin mời cô bác có thể tham khảo món cá chấm nấu sau cần. Nguyên liệu: cá chấm một con khoảng 500g, sau cần, gia vị vừa đủ. Cách chế biến: cá chấm làm sạch, ướp gia vị, đổ 3 bát nước vào nồi, đun lửa to cho đến khi sôi. Cho cá vào, đậy vung, đun sôi tiếp trong 5 phút, đun lửa nhỏ thêm khoảng 10 phút. Cá chín, cho rau cần vào, làm món ăn cho bữa cơm, ăn lúc canh đang nóng. Tác dụng: cá chấm có rất nhiều dinh dưỡng cần thiết đối với người mắc bệnh về gan. Theo y học cổ truyền, cá chấm tính bình, vị ngọt, có tác dụng điều hòa và tăng cường chức năng tiêu hóa, trừ phong thấp, là món ăn rất tốt đối với người bị gan nhiễm mỡ, viêm gan mãn tính. 2. Cá chép bạc. Cá chép bạc có thể cung cấp lượng collagen dồi dào, không chỉ giữ dáng mà còn làm đẹp, là thực phẩm lý tưởng để phụ nữ dưỡng da. Cá chép bạc giàu protein và axit amin, chất béo, omega 3, vitamin A, vitamin D, vitamin B, canxi, phốt pho, sắt, thiamin, riboflavin, niacin và các chất dinh dưỡng khác tốt cho gan. Các axit béo không bão hòa có trong thịt cá và lecithin có trong vảy cá có thể ngăn ngừa sơ cứng động mạch, hạ lipid máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, ức chế kết tập tiểu cầu, giảm hình thành huyết khối não và nhồi máu cơ tim, hạ cholesterol. Các axit béo omega 3 không chỉ tốt cho tim mà còn tốt với bất kỳ chứng viêm nào mà cô bác có thể gặp phải ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích hệ thống miễn dịch và cá chép rất giàu kẽm. Kẽm là một khoáng chất quan trọng trong chế độ ăn uống mà nhiều người bỏ qua. Nếu muốn cải thiện hiệu quả tiêu hóa và giảm các triệu chứng đầy hơi, táo bón, trĩ và đau dạ dày thì nên thêm cá chép vào chế độ ăn uống. Axit béo omega 3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các triệu chứng viêm ruột trong nhiều nghiên cứu. Ngoài ra, trong cá chép có chứa một lượng magie cao. Hàm lượng magie vừa phải trong cá chép rất tốt đối với những người khó ngủ. Magie có thể kích hoạt, giải phóng một số chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu hệ thần kinh và có thể tạo ra giấc ngủ ngon. 3. Cá hố. Theo sử học cổ truyền Trung Hoa và Việt Nam, cá hố hay đáy ngư được xem là có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bồi bổ ngũ tạng, khô phong sát trùng và hòa trùng khai vị. Thịt cá được dùng trị các chứng phong, sát trùng độc, giúp khai vị khí và điều hòa trung nguyên. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, ăn nhiều có thể gây ghẹ lở ngoài da. Cá
cá hố có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất béo, protein, vitamin A, axit béo không bão hòa, phốt pho, canxi, sắt, iốt và các chất dinh dưỡng khác. Thường xuyên ăn cá hố sẽ giúp thư giãn cơ bắp, kích thích tuần hoàn máu, giảm viêm, giảm đờm, tốt cho gan và ngừng tiêu chảy. Cá hố rất giàu các nguyên tố khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể con người, là thực phẩm bổ dưỡng lý tưởng cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Theo các nghiên cứu cho thấy, cá hố chứa nhiều tinh chất có lợi cho sức khỏe con người, có khả năng sát trùng, làm dịu và làm ấm dạ dày, có thể hỗ trợ trong việc điều trị viêm gan mãn tính kéo dài. Ngoài ra, iốt có trong cá hố không chỉ duy trì chức năng tuyến giáp mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cá hố chứa nhiều vitamin A giúp cải thiện thị lực, làm sáng mắt và ngăn ngừa các vấn đề khúc xạ ở trẻ em. Ngoài ra, còn có tác dụng hỗ trợ và làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến mắt ở người già như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Ngoài ba món cá rất tốt cho gan mà chúng tôi đã đề cập, cô bác cũng nên bổ sung thêm một số loại thực phẩm tốt cho gan, giúp hồi sinh lá gan, được các chuyên gia khuyên dùng như sau. 1. Cà phê. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống cà phê thường xuyên chứa caffeine có thể có tác động tích cực đến những người mắc bệnh gan mãn tính. Có rất nhiều bằng chứng về lợi ích sức khỏe của cà phê với lá gan, và cà phê cũng mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Người ta đã chứng minh được rằng caffeine có thể làm giảm men gan, giúp cải thiện tình trạng viêm gan. Theo thông tin từ chuyên trang sức khỏe của Mỹ Healthline, nghiên cứu của Anh bao gồm 495.585 người tham gia trong vòng 10 năm đã kết luận uống cà phê đen mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan mãn tính. Người ta thậm chí còn khuyến cáo rằng những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên uống cà phê mỗi ngày. Cần chú ý nên tiêu thụ cà phê đen không thêm đường, sữa hoặc bơ béo để hưởng được nhiều lợi ích từ caffeine. 2. Trà. Tin tốt cho những người không uống được cà phê. Trà, bao gồm cả trà xanh và trà đen, cũng có thể có những lợi ích tương tự cho gan của cô bác. Một đánh giá năm 2016 cho thấy, trà xanh có nhiều hợp chất chống oxy hóa rất tốt, do đó giúp giảm viêm nhiễm, cải thiện chức năng gan, ngăn ngừa viêm gan, và thậm chí những người uống trà xanh đều đặn có nguy cơ ung thư gan thấp hơn. Mặc dù có một số nghiên cứu mới đang được thực hiện, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ những lợi ích có thể có của trà xanh đối với sức khỏe của gan. 3. Thịt gà. Một công việc quan trọng mà gan thực hiện là xử lý các loại protein, chất béo và carbon hydrate khác nhau để cơ thể của bác sử dụng. Đây là lý do tại sao cô bác nên bổ sung nhiều protein lành mạnh như thịt gà, bò sa vào chế độ ăn uống của mình. Những protein lành mạnh này thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng hơn, đồng thời giúp gan thực hiện công việc quan trọng của nó. Gan cần các khối xây dựng để tạo ra các protein cần thiết cho chức năng bình thường của cơ thể. Vì vậy, ăn đủ lượng protein nạc là rất quan trọng. Nếu cô bác đang ăn kiêng, ăn chay, cần tránh các sản phẩm từ động vật. Hãy thử một số lựa chọn giàu protein lành mạnh có nguồn gốc thực vật như đậu lăng, đậu nành Nhật, đậu hũ, quả hạch, đậu Hà Lan. 4. Quả ô liu và dầu ô liu. Cho dù cô bác ăn quả ô liu trực tiếp hay dầu ô liu với một chút chanh là món salad ưa thích, thì loại trái cây nhỏ bé này cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe gan. Chủ yếu là dầu ô liu rất giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, hai thứ tốt cho lá gan của cô bác. Dầu ô liu rất tốt cho chức năng gan. Dầu ô liu làm tăng lượng cholesterol tốt. Chất này thực sự có tác dụng bảo vệ gan, chống lại bệnh gan nhiễm mỡ và cũng tốt cho tim. 5. Quả hạch. Các loại hạt có thể gây ấn tượng mạnh khi nói đến giá trị dinh dưỡng của chúng. Chúng không chỉ có lượng cholesterol tốt cho sức khỏe mà còn chứa nhiều vitamin E, được chứng minh là có tác dụng tốt cho người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Các loại hạt cũng có hàm lượng protein rất cao. Nếu cô bác mắc bệnh gan tiến triển hoặc đang phải vật lộn với tình trạng mất cơ liên quan đến các vấn đề về gan, việc ăn 1 gram protein hoặc nhiều hơn cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày có thể hữu ích. 6. Các loại rau lá chứa vitamin K. Có rất nhiều lý do để thêm rau lá xanh vào chế độ ăn uống. Vì gan chịu trách nhiệm kiểm soát sự hình thành cục máu đông trong cơ thể, nên vitamin K có trong các loại rau xanh lá là một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ gan thực hiện vai trò này. Vitamin K quan trọng đối với chức năng gan để đảm bảo rằng cô bác có đủ nguyên liệu phù hợp để tạo ra các yếu tố đông máu. Những loại rau lá xanh như rau muống, rau họ cải có nhiều vitamin K và có thể mang lại lợi ích cho chức năng gan. Những loại rau lá xanh này cũng có glutathione là một chất chống oxy hóa lành mạnh có thể hữu ích cho gan. Hãy thử các loại rau lá xanh trong chế độ ăn uống như rau chân vịt
rau bina, cải xoăn, rau diếp, bắp cải, rau cải xanh. 7. Quả mọng thường xuyên bổ sung chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống là điều hữu ích cho gan và các bộ phận khác trên cơ thể. Chất chống oxy hóa là những hợp chất bảo vệ và giảm tác động của tình trạng viêm lên gan. Có rất nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm và cải thiện sức khỏe gan trong các loại trái cây như quả việt quất, dâu tây, quả dâu tằm. 8. Yến mạch giàu chất xơ và nhiều dinh dưỡng lành mạnh cho lá gan. Nếu cô bác là người có tiền sử bệnh gan mãn tính, điều quan trọng là phải đảm bảo cô bác đi tiêu đều đặn và tránh táo bón. Nếu cô bác bị táo bón, cơ thể không thải được chất độc và tích tụ các độc tố theo thời gian. Do đó, những thực phẩm giàu chất xơ lành mạnh như yến mạch là sự lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn của người bệnh gan. Theo một nghiên cứu từ năm 2017 cho thấy, yến mạch và bột yến mạch có nhiều chất xơ hòa tan, được gọi là beta-glucan, nên chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa béo phì và chống lại viêm nhiễm. Phần 2. Người có cơ thể khỏe mạnh sẽ không có 5 dấu hiệu này khi ngủ. Nếu cô bác cũng vậy thì xin chúc mừng. Có 2 khoảng thời gian quan trọng nhất trong một ngày 24 giờ. Một là thức dậy vào buổi sáng, hai là đi ngủ vào ban đêm. Sáng ngủ dậy rất dễ gặp tai nạn. Sau một đêm dài, máu lưu thông chậm lại nên độ nhớt của máu vào buổi sáng tương đối cao. Sau khi thức dậy, dây thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích, huyết áp, nhịp tim tăng lên. Lúc này, rất dễ xảy ra các biến chứng về tim mạch, mạch máu não. Tai nạn cũng dễ xảy ra khi ngủ và ban đêm. Lượng máu về tim tăng lên trong khi ngủ, làm tăng tải cho tim. Khi ngủ, máu lưu thông chậm lại và độ nhớt của máu cũng rất cao, nên nhiều người dễ bị tai nạn về tim. Sau khi đến một độ tuổi nhất định, đặc biệt là sau 45 tuổi, dù thức dậy vào buổi sáng hay đi ngủ vào ban đêm, cô bác cũng nên chú ý quan sát những biểu hiện bất thường của cơ thể. Nếu thấy bất thường thì nên đi khám để điều trị kịp thời. Cô bác hãy theo dõi sau đây xem đâu là 5 dấu hiệu khi ngủ báo hiệu sức khỏe đang gặp nguy hiểm nhé. 1. Đau ngực hay tức ngực. Có rất nhiều loại bệnh mạch vành, trong đó phổ biến nhất là đau thắt ngực. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạch vành rất dễ bị đau thắt ngực vào ban đêm. Loại đau thắt ngực này được gọi là đau thắt ngực biến thể và rất nguy hiểm. Khi lên cơn đau thắt ngực, người bệnh sẽ cảm thấy đau tức ngực. Tức ngực ở phần giữa và dưới sừng ức hoặc vùng trước tim, lúc này không thể bỏ qua. Nếu không điều trị kịp thời, các cơn đau thắt ngực biến thể có thể dễ dàng chuyển đổi thành hội chứng mạch vành cấp tính. 2. Chuột rút, tê hoặc đau ở chân. Nếu người hay bị chuột rút, tê hoặc đau nhức về đêm, họ nghĩ đơn giản là thiếu canxi nên mua rất nhiều viên canxi về ăn, nhưng triệu chứng không bao giờ thuyên giảm. Tuy nhiên, chuột rút, tê hoặc đau ở chân bất thường cũng nhắc nhở cô bác cảnh giác với các bệnh về mạch máu. Nếu mạch máu bị thu hẹp, lưu lượng máu giảm, lượng máu và oxy cung cấp cũng giảm, các cơ và dây thần kinh tương ứng sẽ hoạt động bất thường, nên người bệnh thường có cảm giác chuột rút, tê hoặc đau ở chân. 3. Thức dậy sớm vào giữa đêm. Nhiều người có chất lượng giấc ngủ kém vào ban đêm, đặc biệt là khi họ đột ngột thức dậy sớm vào lúc nửa đêm trong giấc ngủ. Rồi khi muốn ngủ thì dù thế nào đi nữa cũng không thể ngủ được. Nửa đêm thức dậy sớm nghĩa là giấc ngủ của cô bác không bình thường. Dù nguyên nhân là gì thì cô bác cũng cần phải hết sức cẩn trọng và đến bệnh viện để điều tra nguyên nhân kịp thời. 4. Chóng mặt hay đau đầu. Tai nạn tim mạch thường xảy ra vào ban đêm và tất nhiên tai nạn mạch máu cũng dễ xảy ra. Tai nạn mạch máu, hai loại thường gặp nhất là nhồi máu não và xuất huyết não. Khi xảy ra, người bệnh sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Nhiều người lầm tưởng đó là cảm lạnh, có người cho rằng do nghỉ ngơi không tốt. 5. Tay chân có cử động bất thường. Khi ngủ, chú ý cử động tay chân. Nếu phát hiện có cử động bất thường thì nên đến bệnh viện kịp thời. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, rất dễ gây ra tình trạng suy giảm khả năng vận động của tay chân. 1/3 cuộc đời của con người là dành cho việc ngủ. Giấc ngủ ngon là điều quan trọng để duy trì sức khỏe. Nhưng khi giấc ngủ bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng nên chú ý đến nó, chứ không nên chỉ vì trời đã tối mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Quý cô bác thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, cô bác đã được cung cấp những thông tin về 3 loại cá tốt cho sức khỏe của gan và 5 dấu hiệu khi ngủ, cảnh báo cơ thể gặp vấn đề về sức khỏe cần phải lưu tâm. Hy vọng rằng với những thông tin này, cô bác sẽ bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình. Xin được cảm ơn quý cô bác đã luôn chú ý, theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại cô bác trong những chương trình tiếp theo.